Trong chiều ngày hôm qua ngày 26 tháng 8, trong lúc đang thi công đường ống của một khu công trình tại khu kinh tế Vũng Áng thì ba công nhân ở Hà Tĩnh không may bị ngạt khí CO2 dẫn tới tử vong. Đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn thị xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến cho ba công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Bumhan thuộc khu kinh tế Vũng Áng tử vong. Trước đó vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm qua 26 tháng 8, trong lúc đang tiến hành thi công đường ống của một công trình tại khu kinh tế Vũng Áng, ba công nhân trên không may bị ngạt khí CO2, sau đó thì đã được đưa đi cấp cứu. Theo đó, bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông tin, trong số đó có hai công nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện, các còn lại tiên lượng xấu, mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cũng không qua khỏi. Lãnh đạo bệnh viện cho biết nguyên nhân tử vong của ba công nhân được xác định là ngừng tuần hoàn ngoại vi do ngạt khí CO2 và hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.